Xin chào quý vị và các bạn. WinWin Việt Nam đang có mặt tại khu chứng tích Sơn Mỹ. Và một sự tình cờ, tôi gặp ở đây một người cựu chiến binh Mỹ. Ông tên là Bob Hudson. Thực ra thì tôi phát âm tiếng Anh không chuẩn lắm, cho nên có thể ngay cả cái tên của ông cũng không được. Các bạn hãy cùng theo dõi câu chuyện của chúng tôi. Xin chào Bob. Rất hân hạnh được làm quen với ông. Trước đây chúng ta từng là kẻ thù, nhưng đến hôm nay thì ông đến đây với tư cách một người bạn. Và chúng tôi cũng rất là vui mừng đón tiếp ông với tấm lòng của một người bạn, đón một người bạn. Okay, so good afternoon. In the past, we are coming from the two countries that was the enemies of a war from the different sides. But today, we are warmly welcome you to come back to visit the countries, and we are very pleased to have chance to talk to you. Thank you. Ông có vui lòng để trả lời một số câu hỏi của tôi không? So, is it possible to answer some of our questions? I'd be glad to. Vâng, tôi rất là tự hào. Ông là một lính chiến đã từng tham gia chiến đấu tại Việt Nam. So, you're the U.S. veterans in the Vietnam War. Yes, I was here 50 years ago. Ông có thể cho biết là cái quãng thời gian mà ông ở Việt Nam từ bao giờ đến bao giờ không? So, which years did you were here? I arrived in 1968, the day before the Tet Offensive began. So I landed in Tan Son Nhut Air Force Base, and we were on the outskirts of Saigon, a place called Dĩ An, which was the 1st Infantry Division debarkation point. When you got off the airplane, you would go to these centers and they would divide you up and they would give you your orders and they would send you off to the part of the country that you would remain in. Dạ vâng, tôi đáp máy bay xuống Việt Nam thì là trước cái cuộc tổng tấn công Mậu Thân năm 1968 là khoảng một ngày. Và tôi hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, sau đó thì được đưa về Dĩ An ở Bình Dương. Sau đấy thì họ phân chia ra thành các cái đơn vị nhỏ và gửi chúng tôi đi nhiều nơi ạ. Ở khi nào thì ông rời khỏi Việt Nam về ngay đấy? Năm 68, năm Mậu Thân là ông ấy đến, và năm nào thì ông rời khỏi Việt Nam? So when did you went back to the States? Well, I was drafted, so I only had to go in for 2 years, where most others enlisted, they volunteered, and they would volunteer for 3 years, volunteer for 4 years. But in the draft, you only had to go in for 2 years. So when I was drafted, I spent a year in the United States at different Army bases. And then for my last 12 months, I went to Vietnam. So I spent 1 year in Vietnam. Bởi vì là tôi đi sang Việt Nam theo cái lệnh tòng quân, tức là chính phủ đưa ra một cái nghĩa vụ là công dân phải sang để phục vụ cái chiến dịch ở Việt Nam, cho nên là tôi chỉ ở Việt Nam khoảng 1 năm thôi. Còn những cái bạn bè của tôi thì nhiều người họ tình nguyện tòng quân, cho nên là họ ở đây khoảng 2 năm, nhưng mà tôi thì sau 1 năm huấn luyện ở Mỹ thì tôi chỉ trải qua 1 năm ở Việt Nam thôi ạ. Rất là cảm ơn ông. Và từ đấy đến bây giờ ông mới quay trở lại Việt Nam. So it's been 50 years and then this is the first time you come back to Vietnam. Yes, it's been 50 years. I actually had the opportunity to come back several times, but because I was raising a family and working, I never got the opportunity. I was approached by a veterans group about 10 years ago to come over as part of a reconciliation visit. But once again, I was just too busy to come over. I've always wanted to come back. That 1 year that I was in Vietnam, I just felt the spirit of the country and the people that I wanted to experience again. So I'm very glad I came back after 50 years. Dạ vâng ạ, tôi thì thực ra là có rất nhiều cơ hội để trở lại Việt Nam, nhưng mà thực ra là cũng bận những cái câu chuyện về gia đình và công việc, cho nên là tôi cũng chưa đến được. Và thực ra thì có những cái nhóm cựu chiến binh thì họ đã tổ chức những cái chuyến tour để mà hàn gắn lại cái mối quan hệ. Thế nhưng mà trong cách đây khoảng 10 năm thì họ đã bắt đầu mời tôi rồi, nhưng mà nói chung là cũng bận rộn nhiều thứ quá cho nên là tôi cũng chưa quay lại được, và đây là lần đầu tiên. Nhưng mà tôi cảm thấy được những cái sức mạnh rất là đặc biệt ở trong cái tâm hồn của người Việt Nam, và tôi hy vọng là tôi có thể quay lại để mà trải nghiệm những điều đó thêm một số lần nữa. Cảm ơn ông. Với hai cái lần đến Việt Nam mà cách xa nhau như thế, tới hơn 40 năm, thì ông có một cái sự cảm nhận khác biệt nào giữa hai lần đến hay không? Lần thứ nhất đến đây với tư cách là người đến để chiến đấu với chúng tôi, và lần thứ hai đến đây với tư cách là người bạn của chúng tôi. Okay, so there's the two times that you come here, and what are the differences between the perception of that time 50 years ago and now? Because 50 years ago you come here as a soldier and to fight with the Vietnamese. Today you come back here as friends of us. So what is the differences in the perceptions? Well, the big difference is just that. 50 years ago I was over here as an enemy, and now I feel I'm over here as a friend. So there's a big difference between the two. I'm glad that after 50 years we have found a way to build those bridges again between our two countries and to find out more about the new Vietnam. Dạ vâng, thực ra thì cái quan trọng nhất mà tôi cũng cảm nhận được là rõ ràng là lần trước đến đây thì tôi là một kẻ thù, còn ngày nay đến đây thì tôi vừa đến với tư cách như một người bạn, và tôi cũng nhận thấy rằng rõ ràng là cái câu chuyện nó đã là 50 năm rồi, và chúng ta đang cố gắng để xây dựng những cái cầu nối quan hệ mới giữa hai quốc gia để mà tạo ra một cái mối quan hệ tốt đẹp hơn nữa giữa hai nước. Xin cảm ơn ông. Hôm nay dự buổi lễ tưởng niệm tại Mỹ Lai thì cảm xúc của ông, cảm nghĩ của ông và cái suy nghĩ cho một ngày mai thông qua cái buổi tưởng niệm này như thế nào, ông có thể chia sẻ được không? Okay, so we just participated in the commemoration of the massacre of the My Lai people, and would you please share to us what is your thinking? How do you feel, and what do you want to do or to think of the future after all of these things happened? Well, I first came here yesterday, as today was being prepared for, and it really wasn't what I expected. It was more of a, it felt like a celebration of life more than anything. And then when I came today, the only curious thing that that I had, and I may get in trouble for saying this, is that the survivors weren't brought up first. They were brought up last to place the flowers. I would have liked to have seen the survivors, you know, get first. You know, first recognition. But after going through today and just seeing how heartfelt the commemoration was by both Vietnamese people and Chuck Searcy's group and a lot of the Americans that were here, I'm really glad that the Vietnamese government is supporting this kind of homage to people, because I think this will inspire more people to come. I think I saw all the press here today, and I'm going to be bringing back footage to use in our follow-up film that we're doing. So I think it was a very positive event. Dạ vâng ạ. Thực ra thì tôi đến đây từ ngày hôm qua để mà chuẩn bị cho cái buổi lễ ngày hôm nay, và tôi thực sự là cảm nhận đây là một cái buổi lễ kỷ niệm của sự sống, chứ không phải là một cái buổi lễ tưởng niệm về cái chết. Tuy có một điều mà tôi rất là tò mò và tôi cũng hơi thấy thắc mắc là đáng lẽ thì theo tôi thì những cái người mà sống sót ở trong cái trận thảm sát đó thì nên là những người đầu tiên được dâng hoa ở cái sự kiện ngày hôm nay hơn là những cái vị lãnh đạo. Tuy nhiên là thì tôi nhìn thấy những cái việc mà những cái người sống đang làm đây, và những cái cựu chiến binh Mỹ đã quay trở lại thăm Việt Nam, rồi những người như ông Chuck Searcy là những người mà đã làm rất là nhiều việc cho Việt Nam, thì và nhìn thấy tất cả những cái thứ ở đây thì tôi thấy là có một cái hỗ trợ rất lớn đến từ cái phía chính phủ Việt Nam cho cái việc là tưởng nhớ đến những cái nạn nhân và nhấn mạnh cái sự quan trọng của hòa bình ạ. Tôi cũng nhìn thấy cái giới báo chí họ làm việc ở đây rất là nhiều, và bản thân tôi thì tôi cũng muốn là mang những cái câu chuyện mà tôi lấy được ở đây về để mà đưa vào cái bộ phim tiếp theo của chúng tôi, và tôi đối với tôi thì nói chung là một cái cảm giác tương đối là tích cực. Rất cảm ơn ông, và qua cách ông nói thì có lẽ là ông cũng cùng quan điểm với chúng tôi là chúng ta nhớ về quá khứ nhưng để tiến tới tương lai, chứ không phải nhớ về quá khứ để khơi gợi hận thù. Vâng, và cũng hy vọng rằng tôi và ông, chúng ta Việt Nam và Mỹ sẽ có những cái bước tiến tích cực hơn. Đó cũng là cái mong ước của hai dân tộc. Không biết tôi nói như vậy thì ông có đồng quan điểm không? So by listening to you, I think that with you, the most important thing is we think of the past, but not to hate each other, but to look forward to the future and to help both countries to build a better relationship. So I agree with that assumption. I agree 100%. Unfortunately, I think that with the proliferation of mass media, I think people are becoming desensitized. It's a time where people should be more sensitive to what happens in other countries and what happens to people. I think we need to change that, and I hope that doing these commemorative events and our two countries working together, I think will help that. Vâng, tôi thực sự là đồng ý 100% với bà. Và thực sự là trong cái thế giới phát triển của truyền thông ngày nay thì có vẻ như là con người nó đã có vẻ như là nó kém nhạy cảm hơn với những cái gì xảy ra với đồng loại của mình. Và tôi nghĩ là chúng ta cần phải làm một cái điều gì đấy tốt để mà giúp cho cái tính nhạy cảm về cái tình cảm nhân loại giữa con người với nhau nó được tăng cường. Và như vậy thì cũng giúp cho cái việc là bổ sung và phát triển cái mối quan hệ giữa hai quốc gia. Rất cảm ơn ông. Một cái câu hỏi cuối cùng rất riêng tư, ông có thể trả lời cũng có thể không. Đó là ông có thể chia sẻ cái kỷ niệm sâu sắc nào đó của ông trong cái thời gian quân ngũ của ông tại Việt Nam không? Okay, thank you very much for the answers. And this is a personal questions. Would you mind to share with us any memory, anyone, any things happened when you was here 50 years ago that make you miss the most? That make you want to talk about this the most? Well, you know, when I came here in 1968, the United States was very self-centered. We didn't do a lot of travel. So coming halfway around the world and visiting Vietnam and getting my first impressions of the people and the country, I wish I had more time that I could have spent educating myself about the country, but unfortunately in war you don't get the opportunity to do that. So I'm very appreciative of all the friendliness and all the openness that's been shown to me, so that I can remedy that. Dạ vâng, thực ra thì khi mà tôi đến đây năm 1968 thì những người dân Hoa Kỳ hầu hết là cũng vẫn có một cái tư tưởng là con mình là trung tâm thế giới, cho nên là chúng tôi cũng vẫn chưa đi du lịch nhiều để mà có thể biết được nhiều về các quốc gia và những cái người khác ở trên thế giới. Cái ấn tượng đầu tiên về người Việt Nam là có thể nói là cái sự thân thiện và cái sự cởi mở. Tuy nhiên là tôi rất là tiếc bởi vì tôi không có nhiều thời gian đủ để mà có thể cảm nhận nhiều hơn về những người Việt Nam ở xung quanh tôi. Bởi vì bạn biết đấy là trong chiến tranh thì cũng chẳng có nhiều thời gian và cơ hội, và chúng tôi cũng không có nhiều cơ hội để mà có được một cái gì đấy đáng nhớ lắm để mà kể lại và cảm nhận. Nếu như có dịp sang Mỹ, tôi rất muốn được ông đón tiếp tôi giống như một người bạn, có được không? Okay, so if I had a chance to visit the U.S., is this okay to be your visitor? Most definitely. You'd be more than welcome. Bà thực sự là được chào đón ạ. Thank you. Thank you. Những người bạn gặp nhau và họ đang rất là díu dít. Có lẽ là để vào được với họ thì không đơn giản một chút nào. Nhưng mà tuy nhiên thì tôi vẫn quyết định là sẽ tấn công một cái nhân vật khá là nổi tiếng mà trong buổi phỏng vấn hôm qua với các nhân chứng thì chúng ta cũng đã được nghe. Tôi đã được nghe nhiều về anh, đó chính là Trần Văn Đức, là người trong bức ảnh nổi tiếng của ông Ron. Đó là xin chào. Kia là cái hình ảnh mà và cuối cùng thì tôi cũng đã tìm được anh, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nói chuyện. Xin chào Đức, bạn về đây từ hôm nào vậy? Dạ em về đây bữa 13, 14 em về đến Quang Ngãi, 13 về đến Sài Gòn chị. Và hôm nay thì bạn có mặt ở đây. Hôm nay tôi rất là muốn được bạn giới thiệu cái nơi nhà của mình, vị trí nơi nhà của mình. Và cũng rất là muốn được nghe bạn nói thêm về vị trí nơi mà bức ảnh hai anh em nổi tiếng, trong đó nhân vật chính là bạn, người đã che cho em bé của mình. Bạn có vui lòng không? Trước mắt là xin chào quý khán giả của WinWin Việt Nam. Chị Hiến cũng là người quen, thì chị có tâm đối với công việc bất công, những vấn đề gì mà chưa có giải quyết hết trong vấn đề sai trái của bảo tàng, thì chị cũng đã từng giúp Đức để nói lên tiếng nói của sự thật. Thì hôm nay là chị hỏi đối với Đức một sự hân hạnh, đó là chị, và bên cạnh đó là cũng cho những người quan tâm đến Mỹ Lai. Bức hình lịch sử mà Ron ghi ngày 16 tháng 3 năm 68, cách đây cỡ 800 mét. Tại nhà của em này cách đây cỡ 200-300 mét lận. Cho nên bây giờ nói là đây chỉ có bảo tàng này thì nó trưng bày tất cả những hình ảnh mà Ron ghi trong ngày 16 tháng 3 năm 68, đó là chính. Và đằng sau cái hình cái camera của chị là bức tượng đài. Trong bức tượng đài này thì nó có nhiều cái section. Cái phía bên phải là cái hai anh chơi đàn cho em nằm là của em và Trần Thị Thu Hà. Ngày xưa là Trần Thị Thu Hà, nhưng mà trong thời gian làm khai sinh đi học thì bỏ với Thu, nên còn là Trần Thị Hà. Và ở trong bảo tàng thì nó có tất cả những cái tấm hình tang thương mà do Ronald T.P.L. ghi ngày 16 tháng 3 năm 68. Trong đó có bức hình mà Đức cảm thấy là mình mỗi lần về là dường như mình không thể đứng vững trên bàn chân của mình, là mình bà già. Mà thật là đáng tiếc, nếu bức hình đó hoặc là tất cả những hình gia đình Đức mà trưng bày đúng sự thật của nó, đối với Đức đã một nỗi đau vô cùng lớn. Mà thật là đáng tiếc là có gì có sai, kể cả cái thông tin nó về bà hoàn toàn sai. Và bức hình của Đức vậy, xin lỗi cũng khó nói. Bây giờ ra lễ thì nói chung là như một cái điều nhiều người làm rất là không nổi, mà cái sự thật nó nằm đằng sau cái đó. Mình rất là thông cảm và chia sẻ với Đức. Có lẽ là trong một cái không gian như thế này, bối cảnh như thế này, thì các cái câu chuyện đấy mình sẽ nói trong một cái không gian khác. Ở đây thì mình chỉ muốn Đức chia sẻ là cái vị trí và cái nơi mà em nói rồi, dạ. Cách xa chị, mình sẽ đến nhé. Bây giờ thì rất là khó, thì em đi cả gia đình Ron, mà Ron đi cả gia đình lần. Bây giờ mình tới đó sau 2 giờ em đi chị. Rồi. Yeah. Nhân nói đến Ron thì mình cũng rất là muốn tìm hiểu thêm. Hôm nay Ron có về đây hay không? Dạ Ron có chị. Đây là con gái của Ron, Nicola. Tôi biết được cái vấn đề Sơn Mỹ này là lúc 10 tuổi Ron đưa tất cả những tấm hình cho Ron. Bây giờ thì đã lớn bằng như thế kia. Đó, còn đứa bên cạnh là con gái của Nicola. Bạn có thể giúp đến đây. Ok. Nicola. Xin chào. Rất hân hạnh được gặp bạn. Em có cái biển nó dịch rõ ràng hơn, bởi vì cô này biết tiếng Đức cũng ít đó. Ở đây thì chúng tôi đang hơi có một cái khó khăn một chút, tức là bất đồng ngôn ngữ. Có lẽ hẹn gặp lại các bạn sau, để khi mà chúng tôi có một người phiên dịch tương đối tốt một chút. Và bây giờ quay trở lại với Đức thì có lẽ vâng. Từ đã chị bảo này. Okay. Em có thể giới thiệu mọi người, giới thiệu những người trên gia đình với WinWin Việt Nam bằng tiếng Việt, còn các cái nội dung thì mình sẽ làm. Dạ, em hân hạnh được giới thiệu. Ở đây là Jared, là chồng của Nicola, là con gái con gái của ông Ronald T.P.L., người đã ghi lại tất cả những bức hình trong cuộc tam sát Sydney hiện ngày có tại bảo tàng. Và đây là con gái của Ronald T.P.L. tên là Nicola. Thì đến 10 tuổi, Ron đợi Nicola đến 10 tuổi thì ông đưa đến tấm hình cho Nicola và giới thiệu tất cả những cái chi tiết, những cái bối cảnh, những cái gì mà nó gắn với cuộc đời ông bằng xương bằng máu cho cô này biết. Và từ đó là yeah, ok. Và đây là con gái của Nicola tên là Sydney, tức là cháu của cháu Ron. Em biết rồi. Như vậy là các bạn có thể nhìn thấy là ta chưa gặp Ron, nhưng đây là những người thân trong gia đình của ông. Như đây là những người thân của ông và do có một chút bất đồng ngôn ngữ nên chúng tôi sẽ quay trở lại gặp các bạn sau. Ở đây thì xin cảm ơn các bạn. Thank you. Cảm ơn. Anh với chị Hà mình muốn hỏi thêm một chút. Quan hệ của bạn với Ron thì như thế nào? Khi chưa gặp Ron thì câu chuyện Mỹ Lai là Ron là người ghi lại tất cả những tấm hình trong vụ thám sát Mỹ Lai và cái giây phút chốt trong cuộc đời của má mình, giây phút thiêng liêng nhất còn lại trên đời bà. Lẽ ra là mình là người có mặt nơi đấy nhưng mình không làm được điều đó bởi vì lo cho Hà. Ron thay mình làm điều đó. Ron đã chứng kiến những hơi thở cuối cùng của má mình. Đối với mình, Ron là người quan trọng, rất là quan trọng. Bây giờ là tôi đã nghe thấy có tiếng chuông cầu nguyện rồi và như vậy thì các cuộc phỏng vấn của chúng ta tạm dừng. Rất tiếc nhưng cũng xin hẹn gặp lại các bạn sau và câu chuyện của Đức sẽ còn tiếp tục. Quý vị và các bạn hãy theo dõi WinWin Việt Nam. Có rất là nhiều phóng viên ở đây và họ đã cùng với chúng tôi truyền tải cái hình ảnh này. Xin giới thiệu với quý vị và các bạn, đây chính là Ron, người chụp những bức ảnh để đưa được Mỹ Lai đến với dư luận tiến bộ thế giới và góp một phần không nhỏ trong việc dư luận thế giới lên án cuộc chiến tranh phi nghĩa của Mỹ tại Việt Nam. Hôm nay Ron về đây để dự lễ tưởng niệm bà con bị thảm sát trong ngày 16 tháng 3 năm 1968 và dường như ông đang rất là lạ với những cái thiết bị mà của truyền hình ở Việt Nam các hãng dùng, cho nên ông đang dùng máy ảnh của ông để quay và ghi lại. Còn tôi thì cũng thực sự là cũng cảm thấy rất bối rối bởi vì có lẽ là Ron là một người rất là nổi tiếng và tôi thì ái mộ, cho nên để phỏng vấn Ron đối với tôi cũng là cả một thử thách. Nhưng không sao, WinWin Việt Nam chúng ta sẽ cùng làm. Xin chào Ron. Trước hết với tư cách cá nhân tôi rất là cảm phục ông, mến mộ ông và có cả lòng biết ơn đối với ông về những tấm ảnh của ông đã đem đến cho thế giới một cái nhìn tiến bộ trong cái cuộc chiến tranh phi nghĩa của Mỹ ở Việt Nam. Và cũng rất xin lỗi ông khi phải nói điều này nhưng đó là sự thật trong lịch sử. Và hôm nay ông về đây thì tôi rất là muốn được hỏi ông một vài điều. Ông có vui lòng không? So hi Ron, I would like to express my advice for you to be brave enough to raise the issues of the My Lai massacre to the world and for the world to know how brutal the war is. And I would like to have some questions for you and are you okay with us? Trước hết thì tôi đặc biệt quan tâm đến những tấm hình của ông. Nó là một cái lời tố cáo đanh thép, rất chân thực và cũng rất là thời sự. Và tôi muốn biết rằng lúc đấy ông với tư cách là một người lính Mỹ thì ông suy nghĩ như thế nào mà vì sao ông lại quyết tâm bằng được đưa những bức ảnh ấy của ông ra công luận, bởi vì thực sự là nó làm phương hại đến cái quyền lợi hay là cái uy tín danh dự của nước Mỹ. Thì ông đã nghĩ gì khi ông quyết tâm làm điều đó thưa ông? So to me the picture is very strong in the sense that is expressed to the whole world the reality of what was happening here in My Lai. And I just would like to ask you what's the reason? How can you decide to do this? Because when the reality came out to the world, it may affect to the reputation of the United States of America. So how did you overcome that fears and overcome that dilemma inside yourself? Okay, number one, the photograph is not really worth anything unless somebody talks about it. You have to talk about the photograph. And what happened, once I released the photographs to the CID, Criminal Investigation Division of the Army, they went ahead and re-talked to the soldiers that participated in the massacre, and this kind of joggled their minds and they were able to bring out a bigger story on what happened in My Lai. So without the photographs, and somebody talking about them. Như bà biết đấy thì tất cả những cái bức ảnh thì chỉ là những cái bức ảnh thôi nếu mà không ai nói chuyện về nó cả. Vì vậy cho nên là tôi đã bắt đầu mang những cái bức ảnh này ra trước cái Ủy ban điều tra về tội phạm chiến tranh của quân đội Hoa Kỳ. Và mọi người ở đấy thì cũng đã bị rất là gặp những cái bất ngờ đối với những cái thông tin mà tôi đưa ra. Tuy nhiên là nó đã giúp cho việc là mọi người bắt đầu suy nghĩ và nói nhiều hơn về cái vụ thảm sát này. Và một người cũng rất là muốn đứng vào trong đây để đặt câu hỏi như tôi hỏi. Và tôi cũng rất trân trọng Bob Hudson và chúng ta đã có dịp làm quen. Xin mời Bob ạ. Đây là bức ảnh mà được chúng ta thường gọi là anh em. Và trên bức ảnh này thì một người anh đang bế một tre cho một đứa em nằm trên đường. Và cái vị trí này chính ngay ở nơi chúng tôi đang đứng. Người chụp bức ảnh này chính là Ron. Và em bé lớn ở trong bức ảnh này là Trần Văn Đức. Và bây giờ, thưa ông Ron, tôi rất là muốn ông chia sẻ với bạn bè ở Việt Nam của chúng tôi về cái hoàn cảnh mà ông chụp bức ảnh này và vì sao ông lại tin rằng đây chính là Đức. So Ron, would you mind to share with us what was the situation that you took the picture, and do you confirm that is his is Đức? Okay, I understand. Okay. Damn. I've been talking all day on this thing, but okay, the confirmer was Chuck. You know, when you take a photograph, and it starts with number 1, 2, 3, 4. Okay, I was returning from Highway 521, heading up toward the village of Mỹ Lai, heading north, and I came up on 2 children on the trail. Photograph of them. Then a smoke bomb was dropped on the other side of 521. That means we have to turn around and search the area. So we turned around and just walked away. I did not see Duck shot. He was alive when I left. And I heard shooting around, so as assumed maybe he was shot. I didn't know. But to see whether it was Duck or not, in my series of photographs, 7, 8, and 9 say shows a helicopter up above, and that helicopter was called a Shark. So in 2010, the Duck wrote a little expose on his life story. Okay, it was 2011, and as a documentary film director, it says, "Do you know the 2 children are alive?" I said, "No. I assumed they were shot. No, they're alive." So, make a long story short, we got together and started talking. So. In my mind, I thought to myself, how could I feel that this is really Duck and Ha? So I asked Duck, I said, "Duck, describe the helicopter to me." And Duck said he thought I was in the helicopter taking the photograph, but he said it had white on the front of it. Okay, you're sure, it has white on the front. That is a Shark. So in the sequence of photographs, it plays right into showing that is Duck. That's what I feel. In turn, I tried challenging the museum committee to my thing. I said to them, "You proved to me that it's not Duck." I challenged them, but they didn't want to do that. I wrote the letter in 2013 to the people in Quang Nai. No response. Okay. Tôi có thể khẳng định đây là anh Đức, bởi vì là trong cái cuốn phim mà tôi chụp ấy thì người ta để cái thứ tự là 1, 2, 3, 4. Thế thì là tôi nhớ là tôi phải di chuyển từ cái tỉnh lộ 521 mà vào cái khu vực thung lũng Mỹ Lai. Sau đó thì tôi chụp cái bức ảnh của 2 cái em bé mà nằm ở trên đường đấy và quay trở lại đi khu vực khác để sang bên kia. Và tôi không nhìn thấy việc là 2 đứa trẻ đấy là bị bắn. Thế nhưng mà tôi nghe thấy tiếng súng ở xung quanh, do vậy là tôi cho rằng là 2 em bé đó đã bị bắn rồi và tôi đã kể lại chuyện đấy. Thế nhưng mà sau đấy thì đến năm 2010 thì có một cái bộ phim tài liệu nói về cái việc này. Đến năm 2011 thì có người nói với tôi rằng là ông có tin được không là có 2 em bé mà trong bức ảnh của ông thì vẫn còn sống, và ông bảo là ông ấy không hề biết chuyện này. Thế thì sau đấy thì là ông ấy cũng có cho biết là cái bức ảnh tiếp theo là 789 thì là ông ấy chụp cái máy bay trực thăng thì là có hình vẽ một cái con cá mập màu trắng. Thế thì ông ấy quay lại ông hỏi anh Đức là thế thì anh có còn nhớ là trên cái máy bay trực thăng đấy thì nó có cái màu gì hoặc có cái hình thù gì không? thì anh ấy có kể lại là có nhìn thấy nó sơn màu trắng, thì khẳng định đấy là một cái hình con cá mập trắng, thì tôi cho rằng là đấy là rõ ràng là anh Đức rồi. Tuy nhiên thì tôi có làm việc với bảo tàng Sơn Mỹ và hỏi họ về cái việc này thì họ cũng không phản ứng, và tôi thậm chí là còn đưa ra một cái lời đòi hỏi, yêu cầu họ là có thể chứng minh cho tôi xem là vậy thì các ông có thể khẳng định một cái điều là đây có thể là không phải là anh Đức bằng một cái bằng chứng rõ ràng được không, thì họ không trả lời được. Và cho đến ngày hôm nay rồi, cái bức thư của tôi gửi từ năm 2013 thì vẫn chưa được trả lời. Tôi rất tiếc về những cái điều mà cho đến bây giờ, sau chiến tranh tới, sau cái sự kiện đấy tới 50 năm mà chúng ta vẫn chưa thể tháo bỏ được hết, vì một vài cái sự cố kỹ thuật rất là bé và không phải là đáng kể. Rất tiếc, thưa ông. Yeah, so I would like to express my pity for what was happening, and even though after 50 years we still have something need to do more and bring the truth. Definitely, definitely. Yeah. Mm-hmm. So John, I've got a question, and I mentioned this before. When I got back from Vietnam in 1969, and the photographs were released from my right, the 69, right? Yeah, the 69. You know, it was atrocious, and you know everybody, you know my mother saw them and looked at me like, you know, you didn't take part in any of that, did you? So I think it reflected on all the GIs that were coming home. So what kind of feedback did you get from people when they were published? Well, okay. The feedback, they really couldn't find words. Sorry. Oh. Cái câu hỏi của ông John, ông Bob thì là năm 1965 thì những cái bức ảnh nó được phát tán ra cho công chúng xem, và năm 69. Ok, 69. Thế thì thậm chí là mẹ tôi khi nhìn đến những bức ảnh đấy còn nhìn vào mặt tôi rất là ngạc nhiên và hỏi là liệu con có tham gia cái vụ này không. Thế thì tôi tò mò rằng là thế thì những cái người thân của ông thì họ phản ứng như thế nào đối với những cái việc mà ông làm và việc ông tham gia trở thành một cái phóng viên ảnh ở trong quân đội. Okay, the feedback was a little bit mixed. Some people No, they can't. Americans cannot do this. One woman accused me of doing this in Hollywood. Oh, this really? Was made up, yes, really? It was made up in Hollywood. Yeah, But some, said it was, about time they figured something was wrong. Mm-hmm. In that it's really bad. But the real thing, a lot of people ask why I released these. What happened? I found out through the CID. We had a little conversation. They asked me, "Did you see any mutilations? Did you see any rapes?" I said, "No, I'd never seen anything like that." Then he proceeded to tell me of the rapes and the mutilations, and that disgusted me because the small children getting raped. I mean, me in vagina slit. I mean, no, that's not. I'm sorry, it's not war. And that just. Then I decided, well, let's see what the public reaction. Thực ra thì có rất là nhiều những cái phản ứng khác nhau. Cái phản ứng thứ nhất thì là có người ta không thể tin được rằng là người Mỹ thì có thể làm những cái điều xấu xa như thế. Phản ứng thứ hai thì có một số người thì đổ lỗi cho tôi như kiểu là tôi đang tạo ra một cái phim như kiểu trong Hollywood ấy vậy. Và nhóm thứ ba thì là lại được ủng hộ và cho rằng là cái điều đấy là cần thiết để mà tìm ra những cái sự thật. Khi mà tôi trao đổi ở trong cái ủy ban điều tra về tội phạm chiến tranh của Mỹ thì là họ hỏi tôi là thế anh có nhìn thấy cái hiếp dâm với lại những cái lạm dụng trẻ em và những cái lạm dụng ở trong cái cuộc đấy không, thì tôi nói là không, tôi không nhìn thấy gì cả. Và họ có kể lại cho tôi về việc là hiếp dâm trẻ em rồi là những cái vấn đề về lạm dụng phụ nữ, mà tôi cảm thấy cái điều đấy rất là đáng ghê tởm. Nhưng thực sự thì tôi không nhìn thấy, và tôi đã nói như rõ ràng như thế trước công chúng rồi. Thì cái đoạn này là ông Bob, ông đạo diễn, ông William bảo là tôi nghe ông nhắc đến cái chuyện là lạm dụng trẻ em, những câu chuyện trẻ em ở đấy, và tôi xem những cái bức ảnh ở trong cái bảo tàng này thì có những bức ảnh mà đúng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy trong đời, và là những cái bức ảnh mà nó là cái sự hành hạ trẻ em và giết trẻ em ấy. Thì tôi cũng là một người cha, một người ông, thì đúng là cái điều đấy đúng là đáng xấu hổ và thực sự là rất là kinh khủng. Ông Ron này, ông mới trả lời thực ra thì là cái câu chuyện đấy là trước cái ngày diễn ra vụ thảm sát thì đã có 1-2 cái người lính Mỹ họ bị giết chết rồi. Thế rồi là những cái người lính sau này họ mới trả lời là tại sao có những cái bãi trông như thế mà người làng ấy, người dân địa phương người ta lại không bảo với chúng tôi để cho chúng tôi bị giết chết như vậy. Thì tuy nhiên thì và người ta đưa một cái lý do nữa là họ giết kể cả trẻ em và người già như vậy là vì họ không muốn bỏ lỡ bất kỳ một cái kẻ thù nào cả. Đấy, tuy nhiên là đấy cũng không phải là lý do để mà họ có thể làm những cái việc là giết hết cái nhóm người này đến nhóm người kia như thế. Đấy, tức là hai ông bàn cái đoạn này thì tức là trong cái hoàn cảnh đấy thì tất cả mọi người bao gồm cả tôi nữa thì nó bị kém cái nhạy cảm đi. Thế rồi là mọi người cứ đứng trước một cái mệnh lệnh lớn như vậy và mọi người cứ thế là mọi người làm thôi, chứ còn họ bị mất cái cảm giác đánh giá cái sự quý trọng sinh mạng của con người. Câu tiếp theo này là bác hỏi là thế thì cũng như tôi đang quay lại Việt Nam để làm phim tài liệu thì ông có thực sự là muốn thu hút những cái sự chú ý nào đấy của mọi người về cái vấn đề ở đây không? Thì ông bảo thực sự là mỗi một lần đến đây thì tôi đều cố gắng để thu hút sự chú ý, đặc biệt là với những cái công việc mà cái bảo tàng này họ đang làm. Tôi thậm chí đã thách thức họ là bây giờ hãy cung cấp cho tôi một bằng chứng là cái bức ảnh đấy thì không phải là anh Đức, anh ấy nằm ở trong đấy, nhưng mà họ hầu hết là họ không trả lời cho tôi một cách thỏa đáng. Họ chỉ đạo tôi là phải làm thế này hay là phải làm thế kia. Và thậm chí là năm 2017 thì họ đã có hai cái người phiên dịch mà cố gắng để là dịch sai cái lời của tôi về cái việc là tôi nói xung quanh cái bức ảnh. Và thậm chí lúc đó thì có một cái cô phóng viên, cô ấy sau khi mà đã phát hiện ra cái việc là dịch sai này, cô ấy đứng lên cô phản ứng về cái việc là cái người mà phiên dịch ở trong bảo tàng đã cố tình dịch sai cái lời của tôi. Họ đã cố gắng để mà dịch sai những cái lời mà tôi nói. Họ dẫn đi một cái tour và nói những cái điều rất là khủng khiếp. Đấy là một chuyện rất là bình thường thôi, nhưng mà đấy là những cái thứ mà tôi có thể dễ dàng có thể nghe thấy ở trên YouTube, mà họ cứ nhắc lại những cái điều đấy. Tuy nhiên đấy không phải là sự thật. Họ đã không nói ra cái sự thật một cách rõ ràng khi mà họ miêu tả các cái bức ảnh, và đấy là cái không phải là cái cách mà tôi đồng ý để mà thực hiện. Sau đó thì ông Bob nói là tôi cũng cảm thấy tương tự như thế đấy, khi mà những cái bộ phim mà tôi đã dựng lên thì người ta cũng suy diễn về nó một cách rất là kỳ lạ. Cũng giống như là cái bức ảnh về mẹ cái anh Đức này thì cái cô phiên dịch viên đấy, cô ấy miêu tả là bà ấy bị bắn từ một khoảng cách rất là gần, nhưng mà không phải như thế. Cái việc mà bà này bị bắn là từ một khoảng cách khá là xa, và tôi nhìn thấy cái điều đấy, nhưng mà họ lại phiên dịch một cách không chính xác. Có những cái bạn phiên dịch trẻ tuổi học nói tiếng Anh, thế nhưng mà cũng không hiểu rõ cái tiếng Anh đấy lắm, cái tình huống rất là tệ. Thì ông ấy hỏi là cái hoàn cảnh mà hai người biết đến nhau là như thế nào? Thì ông này ông kể là đến từ là tháng 9 năm 2007 thì có một cái ông đạo diễn phim tài liệu ấy, ông ấy mới liên hệ với ông ấy và hỏi là thế thì ông có biết là hai cái đứa trẻ trong bức ảnh đấy vẫn còn sống không? Ông bảo không, tôi không hề biết, tôi cho rằng là chúng nó đã chết rồi. Thế đến năm 2010 thì anh Đức anh ấy viết lại cái câu chuyện cuộc đời của anh ấy, thậm chí là trước khi mà ông ý và cái người làm phim tài liệu kia tiếp tục là liên lạc đi lại với nhau. Thế đến năm 2010 thì là họ bắt đầu nghĩ đến cái việc là làm thế nào để làm được một cái gì đấy cho cái chuyện này. Và thậm chí là anh ấy nghĩ đến cái việc làm cái phim tài liệu trước khi mà anh ấy gặp được cái anh Đức này. Và cái câu chuyện về cái máy bay trực thăng và cái thứ tự ở trên cái bức ảnh của tôi thì chứng tỏ một điều là anh Đức này anh ấy nói đúng, và tôi có bằng chứng là anh ấy nói đúng. Ông Bob mới hỏi là thế bây giờ thì ông nghĩ gì về những cái đã xảy ra và những cái thứ mà ông nhìn thấy trong bảo tàng được trình bày trong bảo tàng đấy? Thì thì tôi nhìn thấy cái bức tượng đấy thì có một cái bà mẹ ôm đứa trẻ rồi giơ cái tay lên, rồi là tượng của hai đứa trẻ đang ôm nhau nằm ở đấy. Thì tôi nghĩ là nó cũng thể hiện những cái gì đã xảy ra thật, nhưng mà điều tôi muốn tìm ra thực sự là thế thì ở trong cái bức ảnh của tôi là Hà với Đức nằm ở trong đấy hay là những người khác. Và tôi thách thức họ, tức là cái bảo tàng Sơn Mỹ là thế thì nếu mà có bằng chứng nào khác thì đưa đây, hãy nói cho tôi biết đi, để tôi bằng chứng của tôi đây, thế còn bằng chứng của quý vị đâu? Quay trở lại câu chuyện của chúng ta. Vâng, hai người cựu binh Mỹ họ nói chuyện với nhau. Và bây giờ thì và bây giờ thì chúng ta quay trở lại với câu chuyện của mình. Thưa ông, để có được những cái bức hình như thế này thì tôi rất là muốn biết cái nhiệm vụ của ông khi đó, cái cơ duyên nào mà ông lại có mặt ở Mỹ Lai ngày hôm đó để có những cái bức hình như thế này. So why can you be the only one here who can take the picture, who can take those pictures? The only one here taking during the operation? Yeah. I was the only one assigned to take the operation. There was no other photographer. There was myself, the photographer. There was a person named Jay Roberts, who was the writer. The two of us were sent on a mission together. Chỉ có một mình tôi, bởi vì là tôi đi theo cái đội quân này để thực hiện cái trận này, và cũng còn một người nữa thực hiện cái nhiệm vụ viết, nhưng mà đúng là chỉ có một mình tôi, không có một cái phóng viên ảnh nào xung quanh cả. Mình muốn hỏi là cái cơ duyên nào mà ông ấy lại tham gia, hay đó là nhiệm vụ? Ông ấy là lính mà, ông ấy là phóng viên ảnh ạ, phóng viên ảnh của quân đội ạ. Phóng viên chiến trường. Vâng, phóng viên chiến trường. Vâng, rất là cảm ơn ông. Bây giờ quay trở lại với cậu bé của chúng ta. Chúng tôi rất là muốn nghe câu chuyện của Đức kể về cái ngày hôm ấy của anh và những gì mà anh trải qua, những gì mà anh nhìn thấy. Xin mời ạ. Xin chào quý khán giả. Hôm nay là ngày kỷ niệm 50 năm vụ thảm sát Sơn Mỹ. Đức về để mà tham dự lễ tưởng niệm. Lý do chính không phải là dự lễ tưởng niệm thảm sát vụ thảm sát Sơn Mỹ, nhưng mà Ron, Đức muốn có một kỷ niệm riêng giữa hai người. Nếu mà vì dự lễ tưởng niệm thì Đức dự vào đưa về một ngày khác, một cái tình dân tỉnh mặt khác, chứ còn vào cho Tết Xuân Mỹ mà để dự theo cái nghĩa tôi là người trong cuộc từ đó. Và câu chuyện chị hỏi thì đối tôi cũng là một vấn đề rất là khó để nói lên đề, nhưng mà vì có những cái đề không nói thì người ta không biết cái sự thật nó nằm ở đâu. Và trong nhà chứng tích Xuân Mỹ đến nay 50 năm trưng bày có nhiều quá sai, có nhiều cái vấn đề mà nó không đúng với sự thật. Thì nhân tiện ngày thảm sát kỷ niệm 50 năm thì có nhiều phóng viên và những cái media từ trong và ngoài nước, thì chúng tôi muốn gửi đến một thông điệp là chúng tôi về rất mong muốn rằng nhà chứng tích Xuân Mỹ cũng như là các cơ quan ban ngành hữu quan nên trả lại sự thật cho tất cả những bức hình của Ron đã ghi cách đây 50 năm đang trưng bày tại chứng tích Xuân Mỹ. Đó là điều mong muốn lớn nhất của tôi. Giờ tôi bắt đầu kể câu chuyện của gia đình trong vụ thảm sát Sơn Mỹ buổi sáng sớm. Thì thời gian bây giờ mình định lại, chứ bình thường lúc nó 7 tuổi không ai biết lúc bây giờ. Nhưng mà cỡ sáng sáng, nhưng mà giờ có thể nói rằng sau 5 giờ sáng thì có những cái tràng pháo từ các nơi bắn tới làng quê chúng tôi. Làng pháo đầu thì không nghe tiếng khóc, không nghe tiếng gì. Thì đó là những bình thường ở cái làng quê Sơn Mỹ này, chuyện mà bắn pháo tới hay là nhóm Mỹ càng thì nó thường xuyên lắm. Có lúc là 2-3 tuần một lần, có lúc 1 tháng một lần, có lúc là 2-3 ngày một lần. Và chúng tôi là những đứa trẻ con thì mỗi lần mà thấy xe của lính Mỹ chạy trên con đường này, chúng tôi chạy ra coi chứ nó thường xuyên. Nhưng mà sau 40 phút là trên bầu trời là có những tiếng máy bay. Trước lúc máy bay bay gần đến đây thì chúng tôi là nghe những tràng pháo dài hơn. Và bên cạnh thì có những người đi làm đồng sớm hay những người đi chợ thì bị trúng đạn, những tiếng khóc, những tiếng ré, và làng tôi lúc đó là náo động lên. Thì cũng như các gia đình khác, má của tôi á, là lấy cái một cái túi vải thật là lớn và bỏ tất đồ quần áo của Hà, phần lớn của Hà lúc đó 14 tháng á, quần áo, sữa và những cái đồ quý hiếm của gia đình, ví dụ như vàng bạc hay là những cái thuốc tây mà đắt tiền, bà bỏ vô cái túi sách. Bên cạnh đó thì còn những cái đồ quý mà bà không bỏ hết vô thì bà bỏ vô một cái túi màu đen, bằng túi nhựa màu đen, và đem làm sao bà chôn. Khi công việc vừa xong thì toán lính Mỹ cỡ 4-5 người đến trước cái ngõ nhà tôi. Một người lính Mỹ đang giữ 6-7 người Việt Nam, và 3 người lính Mỹ là vô trong nhà. Vô trong nhà lôi cái nhà bà bộ xong đến nhà tôi. Bộ hình như lúc đó còn một hai người không rõ lắm, là có người ở nhà. Sau đó thì đến nhà tôi lôi má, và chúng tôi đi cùng. Lúc đó Hà còn ngủ, má tôi ôm Hà và lấy chiếc nón mà treo trên cái tường gần cái chõng chọn cái giường mà Hàn đang nằm có cầm theo và dẫn cho tôi chạy ra. Chị Hồng với chị Mỹ đi theo cùng. Ra đến ngõ thì chúng tôi nhập vào cái đám người mà đến Mỹ đã dẫn tới đợi đó. Xong rồi thì người ta dẫn ra tháp canh, là cách đó cỡ 3 mấy mét. Tập trung lúc đó là ở đó cỡ 10 mấy người rồi. Thì gia đình chúng tôi và những người mà dắt theo thì nhập vô cái đám người này. Trong lúc có hỗn loạn, lợi dụng lúc là má tôi dẫn xe tôi và kêu chị Mỹ với chị Hồng là chạy vô nhà bà Diều để trốn. Thì chúng tôi vô lúc đó thì trên nhà trên dưới phản là dưới hầm là đặt người đông lắm, 10 mấy người hầm, tôi nghĩ là như vậy. Tại vì khi mà bước vào hầm á, thì lẽ ra là mình phải chung xuống sau để bước trốn, gọi là đúng người trốn, nhưng chúng tôi không xuống được bởi vì quá nhiều người. Chúng tôi đứng gần cái miệng hầm, nhưng chúng tôi đứng không lâu, cỡ 5-6 phút á, thì có thể là lính Mỹ nó kéo những người dân trong làng ra hết rồi. Thì đến cái thời gian mình biết thì người ta vào trong cái nhà lôi ra, lôi dưới hầm, lôi dưới phản, lôi dưới ở dưới sau bàn thờ cũng đúng nhiều người lôi ra hết. Thì má tôi là một người chạy giặc dường như có nhiều kinh nghiệm lắm, rất là nhiều lần chạy giặc, cho nên bà ta vừa dắt con ra thì thấy lúc hỗn loạn, lợi dụng cái lúc hỗn loạn đó thì bà ôm Hà và kéo chúng tôi ra phía sau nhà bà nhiều để trốn. Một tên lính Mỹ thấy chạy lại, giật lại thì cái áo của má tôi nút là bị bung ra, ngày xưa gọi là nút bóp á, thì bà không chạy được nữa thì cứ đành phải đi theo lính Mỹ. Trong lúc đi thì tôi thả tay má ra để cái tay rảnh gài lại những cái nút áo. Khi chúng tôi ra đến ngõ, từ nhà ra đến ngõ thì tôi nghe một tiếng súng, quay lại thì đúng là có một người đàn ông, họ đưa ra sau, họ trốn dưới ra sau thì họ cũng giống như má tôi là thấy phía đằng sau có cái bụi xe, cho nên người ta muốn chạy ra trốn thì chạy ra bị một lính Mỹ thấy nó bắn. Thì khi vì cái tiếng súng đó cho nên tất cả những người mà ngồi cái điểm tập trung người ta đứng ra, thì người ta nghĩ bắn vào mình thì người ta đứng lên thì chỉ biết lúc đó là hỗn loạn lắm. Lính Mỹ nó la rất là to, la to đó mình tôi nghĩ là những người lính Mỹ là phải chạy nhanh đi chỗ khác đi là để tụi nó bắn. Thì người lính Mỹ, những người lính Mỹ mà lôi tất cả bà con dưới hầm lên á thì chạy rạc xuống phía đông cách xa rồi, cả 10 mấy mét, lúc đó là ngoài tầm đạn rồi thì tiếng súng nổ. Khi mà tôi nghĩ rằng là nếu mà những người dân họ nghe tiếng súng từ trong cái nhà mà một lính Mỹ bắn ông trung niên này thì người ta nghĩ bắn vào mình, trên đầu tiên là người ngồi xong người ta đứng lên hết, đứng lên có những người họ đã chạy xuống ruộng lúa, chạy xuống lúa và phía đông là nó có hàng rào kiểm gai, và những người chạy xuống họ ở đâu để ý là dưới chân mình có gì chỉ hàng rào kiểm gai nó bị ngã xuống. Thì bắt đầu là khi mà những lính Mỹ mà nó đánh ra xa cái tầm nguy hiểm thì bắt đầu ở phía trong ngay chỗ cái ngã ba thì những cái chiếc súng đại liên để có chung người ta chuẩn bị sẵn. Lúc tôi đi ngang tôi đã thấy những chiếc súng này đó thì từ đó người ta bắn ra là chủ đạo những xác người. Tôi chứng kiến cái cảnh là gần đây 20-30 người ngã xuống, những tiếng ré, những tiếng khóc, máu thì lăn lỗ khắp mọi nơi, não người, những người tôi rất là nhiều. Má tôi lợi dụng lúc đó bà bị thương nhưng mà bà đẩy tôi xuống trước ở dưới một cái lỗ ruộng lúa chỗ này nè. Đây chúng tôi ngồi, gia đình chúng tôi ngồi 6 người và má tôi đẩy tôi xuống đây xong bà ngã theo và cái nón nó cầm theo. Khi mà lính Mỹ nó bắn ở khoảng cách xa chứ không phải là gần, phía hướng này thì những đứa nhỏ không trúng đạn, còn súng sót thì lính Mỹ tới gần và bắn những đứa nhỏ đó. Khi tôi kể thì tôi có bức hình khác, bức hình rất là tối, tôi kể là theo cái tính nhớ của tôi thôi. Tôi kể là có những người lính Mỹ họ tự sát bắn những nhỏ ở đây, nhiều người phấn đấu nhỏ xíu 7 tuổi sau tin. Các bạn nhìn cái ảnh khi ông Ron cho tôi tấm phim màu, tôi đưa ra hình gốc. Đây là những cái viên đạn còn thối, còn nguyên cái đầu đạn. Những người lính Mỹ họ tới gần thì viên đạn đây nó mới nằm đây, chứ không phải viên đạn nằm từ bên gần lại. Thì lúc đó nhưng mà tất cả mà cái vấn đề tôi kể ra chẳng qua là tôi muốn trả lại sự thật cho tấm ảnh này. Tôi được vậy, thực tế tôi nói là tôi không cần một cái quyền lợi vật chất nào cả, tại vì một cái lịch sử mà nó mất đi cái tính trung thực thì nhân văn của sự nó còn nữa. Tôi mong rằng một cái cơ quan nhà nước Nhà chức trách Sơn Mỹ hãy cởi lòng hơn để nghe những thông tin đúng và điều chỉnh cho nó đúng. Đó là điều mong muốn của tôi nhiều chuyến đi, và có cái sau này nữa cũng vì vấn đề đó thôi. Còn vấn đề mà tưởng niệm ha không tưởng niệm đó tôi không quan trọng. Về má tôi yêu theo cách của tôi, còn không với vào nhà chức trách Sơn Mỹ tôi yêu được má thôi. Khi mà nước Mỹ vào trong cái làng, đó là hướng này nè, Ron không có đi đến này, Barbara đi ngược lại, Ron sợ bước lên sát người. Khi lính Mỹ vào trong làng, thì Hà bỗng khóc, thì má tôi bảo là Đức em về ngoại đi, trong lính Mỹ trở lại thì bác chết. Lần này tôi không phản ứng gì cả, nhưng làm thế gì má tôi vừa nói mà vừa lấy cái tay thôi. Thì lúc đó tôi mới cảm giác được, tôi nói dạ má con Hà về ngoại. Thì lúc đó là má tôi mới nâng người né một bên, thì lúc đó là thật là độc sốt. Má tôi bị thương rất là nặng, bị vào bụng và vào đùi. Khi tôi mang theo cái rượu uống là tôi bước lên cái hàng ra rất khó, 7 tuổi mà ở một đêm 14 tháng rất là khó đi. Tôi rất khó nhọc lắm tôi mới bước lên được đường. Xong khi đi đến vào giữa đường thì tôi nhìn lại má tôi bỏ theo. Cái thời khắc đó mà đi là má mình khó lắm. Tôi nhìn mắt tôi má tôi mà tôi làm thôi. Thì khi mà tôi đi đến đây nhìn má tôi, tôi nhìn cái cặp mắt thì tôi dường như là bốn lòng tôi phải làm như vậy thì tôi quay lại tôi đi đến cỡ 30 mét thì đi qua nhà của gốc này thôi. Cô gốc bước ở trong nhà ra hỏi tôi là tại sao là ngày này là nhưng mà mẩy máu may nhiều như vậy, má con ở đâu mà con nuôi mình, bảo là trong kia là dân người ta bắn chết hết rồi, lính Mỹ bắn chết hết rồi, con phải Hà về ngoại, má con bảo vậy. Thì cô Cúc muốn hỏi thêm những câu khác nhưng tôi không có thời gian trả lời. Trong lúc đó vì biết đâu thời điểm mà cô Cúc hỏi tôi trong làng tiếng súng rất là rầm đang khắp mọi nơi, trên bầu trời thì máy bay nó cuồng quật rất là dễ sợ. Thì tôi nói là tôi về là, cháu phải về gấp chứ cháu không nên trả lời nhiều, sợ lính Mỹ bắn chết. Thì lúc tôi Hà đi, trong lúc tôi Hà đi đến cái điểm này nè, ngay điểm này nè, tôi nghĩ là cô Cúc cũng chưa vô nhà đó, cô Cúc cũng chưa vô nhà đâu. Thì tôi vô tình thấy một chiếc máy bay nó qua cầm mập, cái bay rất là thấp, tôi tưởng đâu là nó bắn tôi, cho nên tôi tự động nằm xuống để mà tránh đạn thôi. Ron chụp được trong cái khoảnh khắc ấy. Thực tế mà nói lại kỹ cái câu chuyện này tôi cũng không có yêu cầu gì cả, nhưng mong rằng cái sự thật nó trả lại cho những bức hình, cho những cái sự kiện mà tang thương mà mọi người đừng rơi những giọt nước mắt rất thật ở nơi này bằng những lời nói láo. Các bạn biết là chiếc máy bay của Ron chụp nó bay từ đông đến tây, từ tây đến đông, mà khoảng cách từ đây đến cái núi Đồng Voi này, cái núi Đồng Voi này nhất là Ron hay là những người dân Sơn Mỹ này là một cái ký ức kinh hoàng của người dân ở nơi này, ai cũng biết nó cả. Tôi kể cho Ron nghe tại sao Ron tin tưởng, tại vì trong cái thời khắc mà bấm máy để chụp lên thì cái vị trí không gian chiếc máy bay nó nằm chỗ nào. Và chị Nương hỏi lại lúc trước, lúc tôi kể là lúc Ron chụp là vì chiếc máy bay đó đứng bữa nằm, và cái hình dáng chiếc máy bay, cái không gian thế nào, bối cảnh thế nào, ở chỗ này có mấy ống khói, lúc đó là mấy trái khói nó lên, thì Ron mới tin tưởng điều đó. Chị và chị hỏi đi, trong cái buổi thảm sát Sơn Mỹ ngày 16 tháng 3 rất mười mấy chiếc máy bay nó bay đến đây, nó chở lính Mỹ từ Châu Lai, từ Đức Phổ ra để về nhiều nơi khác để mà tàn sát trên Sơn Mỹ ngày ấy. Có một chiếc duy nhất có vẻ hình con cá mập trong cái phía trước thôi, một chiếc duy nhất. Nếu tôi là người kiểu kiện hư cấu, tôi nghĩ máy bay bình thường vậy vậy đúng không? Tại sao là tôi là kiểu cái máy bay của hình cá mập, và trong cái vị trí không gian đó, trong thời điểm nói rồi, nếu mà Ron là người nước ngoài, là người Mỹ, các bạn nên hiểu rằng người ta không tin nếu mình kể láo đâu, rất dễ mà chính ông này là người chụp hình một cái vụ thảm sát mà cả thế giới này biết, gây cái dấu ấn rất là lớn để người ta nhìn thấy chiến tranh phi nghĩa, bom đạn chiến tranh tàn khốc lắm. Nó không đơn giản những trò chơi bình thường hay là những lễ lọc để nghe tiếng pháo để gì khác lắm chị. Nhất là những người trong cuộc chúng tôi, có thể chúng tôi còn không nói hết được là cái tàn khốc của chiến tranh. Thì khi mà Ron chụp tấm hình đó, tôi không nghĩ là tôi nhìn Ron mất mà tôi đi, mà tôi lúc rồi tôi nhìn, tôi nghe tiếng máy bay nó bay xa, và tôi nhìn cái cánh quạt nó bay xa, nó không còn quạt xuống đầu tôi nữa. Thì lúc tôi đứng lên tôi quẹo phải, tôi đi về đến, tôi mang theo cái đường B24 này về nhà ngoại. Cái nằm cái kiểu này nè, Ron chụp được một khoảnh khắc mà tôi nằm nhiều lần chứ không phải là một lần Ron chụp đâu. Cứ mỗi lần nghe tiếng máy bay tôi nằm xuống, cho nên đoạn đường từ đây về ngoài tôi là 7 km bình thường đi cả 1-2 tiếng thôi, ngày ấy tôi đi đến 4 tiếng. Mà trong đoạn đường tôi đi á, ở cái khu vực này tôi không biết người dân có thấy không, nhưng mà khi mà lên đến cái chuông thì những người là dân làm đồng, họ thấy cái bữa đó là máy bay nó bay xuống, nó quần quật trong cái làng này, thì những người làm đồng sớm người ta lên núi người ta trốn, thì tôi đi qua cái chuông cả 100 người trốn tiền đó, và qua cái phần đất của Trịnh Long là Việt Nam Cộng Hòa đóng, dân đi làm đồng người ta chạy tới liền, chạy tới để mà người ta coi cái sự đi tại sao mà Đức là em như vậy, nhưng người ta tới người đứng ở khoảng cách xa người thấm đi gần. Lý do trong người tôi với Hà quá nhiều ốc người và máu, không người ta không dám tới gần, kinh hoàng. Và tôi kể câu chuyện lại, cái tôi là người trong bức hình này, nó không phải là để mong muốn một điều gì, chỉ một điều đơn giản là mong sự thật hãy trở lại sớm nhất cho những bức hình, để an ủi những người đã mất và cũng như những người còn sống sót trong cái vụ thảm sát cách đây 50 năm ạ. Rất là cảm ơn Đức. Và Ron muốn nói gì sao? Thế hình như là Ron định nói gì. Okay, so would you like to say something? Okay. Yeah, would you like to say something? He just asked if you like to. Would I like to say something? What I really like to say, this was a tragedy that happened on March 16th, 1960. It should have never happened. The sad part, babies, women, children, old men, there was no combatants that day. It just, you know, it was a complete tragedy, complete mistake. Đây là một cái thảm kịch mà trong khi đó thì người già, phụ nữ và trẻ em bị giết, và tôi mong rằng cái chuyện này nó không bao giờ xảy ra nữa. Nó đúng là một cái sự thật rất là khủng khiếp. Vâng, như vậy là các bạn đã cùng với tôi vừa trải qua một cái thời điểm khó khăn, mà dân tộc Việt Nam thì có rất là nhiều những thời điểm khó khăn như vậy. Nhưng mà một điều mà chúng ta có thể yên tâm hơn, đó là nhớ lại quá khứ để hướng tới tương lai. Hôm nay Ron là người đứng ở đây, và tôi đã cảm thấy là mình mang ơn ông từ 50 năm về trước, khi ông chụp những bức ảnh này và quyết định công bố nó lên để bảo vệ dân tộc Việt Nam của chúng mình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng với chúng tôi có mặt tại Mỹ Lai hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Ron có muốn nói lời với khán giả của WinWin Việt Nam không? Just say thank you very much for the brave men to issue the pictures, and she would like to ask if you have any words to talk with the Vietnamese audience of the WinWin TV. Again, as I said, it was a tragedy. It should have never happened. Many reasons why. Sorry. Yeah, keep going. You still have something to say. I will just let it out. The other thing I have to say is that, you know, I apologize for my part. I wish I could have done something, but for reasons, there was no way I could have done anything at that time. It was just a complete frenzy. It was unreal. It was hard for me to comprehend what was happening, and we were trying to find out what was happening. And people have to remember that I did not go in the village with Callie or Brooks or any of the 1st or 2nd platoon. I was with the 3rd platoon. I headed south toward Highway 521, and it was about 8:45. I entered the village. That's when I witnessed the complete carnage that happened. Vâng, ông ấy cũng muốn nói lại là đúng là sự thật đấy rất là khủng khiếp, và ông ấy thực sự là xin lỗi vì không thể làm gì hơn nữa để mà dừng cái cuộc thảm sát đó lại. Và khi ông ấy trở lại đây thì ông ấy rất cảm kích bởi vì những cái sự thân thiện một cách không ngờ của người dân ở nơi đây. Và ông ấy nhớ lại thì rõ ràng là cái thời đấy thì ông ấy chỉ đến đây với những cái vấn đề về nhiệm vụ thôi, và khó mà có thể làm gì được khác cả. Rất là cảm ơn. Đức một chút nữa. Đức có muốn nói gì với WinWin Việt Nam không? Dạ, em chỉ chân thành cảm ơn. Yeah. Như vậy thì bây giờ thì trời cũng đã về chiều rồi. Một cái khung cảnh thanh bình ở đây giữa những người Việt Nam và những người Mỹ đứng bên nhau. Nhưng mà quả thật cũng một cái nỗi đau, và chúng ta thì sẽ hướng tới một tương lai tốt đẹp để không bao giờ có một Mỹ Lai như thế nữa. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các quý vị và các bạn. Thank you. Cảm ơn chị. Thank you very much. Ông Đức thì ông hồi đó ông còn nhỏ, ông cả ngày ông đi mà ông đi Nếu ổng mà ổng đi ngon này, dạ. Nếu ổng mà ổng đi kịp cái đoạn nó bé không cháy. Dạ. Nhưng mà nó lại đi muộn. À, đi sớm hay đi muộn mà không bị bắn chết bà? Đi muộn chứ, dạ. Hết bé nào nó mới đi. À. Thế là cõng em đi qua đây, à. Gặp bà. Giờ lúc nó đau đi. Dạ. Cháu cũng không biết ạ. Sau đấy thì bà có gặp không? Ừ. Dạ. Thế lúc mà Đức cõng em qua đây gặp bà ấy thì trông nó như thế nào bà? Lúc ấy lớn không? Cả em được chạy rồi. Dạ. Cô lớn rồi. Dạ. Cõng em được rồi, chạy rồi. Mẹ nó mới cũng giết. Dạ. Hồi đó mẹ nó trong cư bà con bên đây này. Nhờ này, vô nó bán hết, hồi đó bỏ bón thuốc tay, bỏ bón đủ thứ. Bọn tôi vô trong mua bỏ miết rồi. Mẹ Đức ấy à? Mẹ Đức đó. Dạ. Cái sau khi cái nó bán anh đụng ở trang bà cháy rùa ở trang luôn. Dạ. Bà có biết không hay bà nghe kể thôi? Thằng Đức có đòi nó kể chứ. À. Thằng Đức có đòi nó kể mẹ nó thì cháy trang đó rồi. Mà Đức kể với bà? Tức là lúc gặp đấy hả? À? Lúc gặp ngoài đường Đức nói hả? À? Nói là mẹ bị chết rồi. Xong rồi thế là cậu ấy chạy từ trong này chạy ra hay chạy từ ngoài này chạy vào? Nó chạy đây, nó chạy ra. À. Trang đây nó ra. Từ trong này chạy ra thì là gặp bà ở đây. Thế nó có nhờ bà giúp đỡ không? Nó lớn nó chạy được rồi, nó chạy nó cả em nó chạy về bẫy ấy. Dạ. Chạy về Trịnh Lan ấy. Lúc đấy thì chạy càng xa càng tốt. Ừ. Sau đấy thì bà có gặp lại không? Đức ấy. Gặp thời gian cái đồ họ sắp bác họ kêu họ bác nó thì dân điệp nó bác ừ. Nó cái đồ hái chạp nữa nó đi đâu nó ở đâu cái gì nó nè ừ. Không ý của cháu là ngày xưa ấy cái thời mà cái ngày mà chưa giải phóng ấy, thì xong bà có gặp lại không? Cái ngày nó chưa có vợ có con thì gặp nó ừ. Còn ngày nó có vợ có con nó không gặp nữa ừ. Thế lại bảo nó gián điệp à bà ừ. Lại bảo là nó gián điệp à? Cứ thật không hay tin đồn thôi? Nó hầm bếp nó bà đằng nó về bãi chứ một cái hộ nó xuống nó tham tôi dạ. Thì nó hầm bếp nó dạ. Trong khi nó thì dân điệp kia nọ nó rồi là ở trong chỗ nóng thoát rồi đó trong chỗ Mỹ giết rồi đó dạ. Cản em chạy đó cản được con Mỹ nó chạy mà không có nó rồi con Mỹ cũng cháy rồi. À, Mỹ là cô em á ừ. Nhà bà Cúc là coi như còn nguyên không ai bị gì hết không à, cho tôi mẹ tôi thì trả lây trả hết không còn ơi còn mình tôi nhờ với mấy người thân cư nó chạy vô hầm trống đoạn nó nuôi ẩu tôi chứ không có ơi.